giới thiệu với các bác một cái dòng máy khoan rút lõi của nhà Kutan. Dòng này dòng công suất lớn anh ạ, khoan rút lõi công suất của nó thì sẽ là 1800W. Đấy. Có thể là khoan được rút lõi tối đa sẽ là 90 đổ về giúp em nhé. Anh em thợ làm điện lạnh dùng rất nhiều cái dòng này này. Bên trên đây nó sẽ có một cái dơ le nữa để khi mà anh em bị kẹt mũi đấy, hay là không may khoan vào sắt thì nó sẽ ngắt luôn máy để bảo vệ máy anh em nhé. Một là anh em có thể là sử dụng với cái dòng giá này của bên em. Đây, cái giá này là giá chế anh em nhé. Đấy, bên em đang bán cái giá này sẽ là 420.000 một cái giá. Và cái máy này thì đang bán với giá là 950.000 một máy thôi em nhé. Máy thì sẽ ngoài là ra bên em sẽ có bán nữa. Thêm cả đây mũi nữa. Anh em nào cần mua mũi thì cứ báo em nhé. Các bác sắm cái quả giá chế như này sẽ rất là tiện nhá. Các bác cứ khoan mũi tầm 70 đổ về. Đấy, máy này chỉ thích hợp cho anh em thợ điện lạnh thôi nhá. Còn điện nước thì các bác ví dụ dùng mũi to 90, 110 hay là mấy trăm thì các bác phải dùng máy to hơn. Dùng máy to hơn có gì cứ điện cho em nhá. Nhà em còn nhiều loại máy nữa đấy ạ. Và trong video nhà em đang khoan rút lõi tường 20 đấy ạ. Anh em thấy khoan rất là nhanh chóng tiện lợi mà không vì phải tốn sức. Còn máy không thì nhà em đang bán với giá là 950.000 sẽ bao ship tận nhà cho các bác. Và đến nơi thì các bác được quyền mở ra kiểm tra test hàng xong mới thanh toán tiền các bác nhé. Anh em có nhu cầu cứ gọi cho em qua số điện thoại 0964585177 hoặc là kết bạn Zalo bên em nhé. Cảm ơn anh em đã xem video ạ. Bộ này là tổng cả mũi cả thân giá và với cả máy là 1.700.000 các anh nhé. Đây là tổng cộng 20. Trên 1 phút. Được chưa? Được. Ngon.